tôi kể tiếp cái trận, thế là vào cái đêm, thế là mùng 10 sang ngày 11 thì là tiểu đoàn chúng tôi được lệnh là tiếp cận từ ngoài khu vực ban đầu, vào qua cái khu 99 54 vào khu Mazia, vào là gì là cái khu vực đó là 280. Thế thì là gì là vào cái ngày 11, ngày mùng 10 sang ngày 11 chúng tôi vào tiếp cận xong thì trời bắt đầu là sáng và tiếp tục là giấu đội hình ở cao điểm 288, ở chân cao điểm 288. Thì vào khoảng tức là gì ra lúc đó khoảng 7-8 giờ thì địch sẽ là đổ bộ xuống cao điểm 288 này là gì là một đại đội. Thì tôi nói thêm về cái địa hình cao điểm 288, tức là gồm có 3 mõm, mõm 1, mõm 2, mõm 3. Thì mõm 1 là cao nhất, có thể đứng trên mõm 1 quan sát được cả cái dãy 288 này. Còn mõm 2 thì thấp dần về phía đông nam. Mõm 3 thì là hơi bằng một chút. Thế thì địch chứ là gì là vào khoảng 7 giờ địch nhảy lên một đại đội. Thì nó để một bộ phận nữa là gì là ở cái cao điểm tức là 188, để nó khống chế chung đó là cái cao điểm 288. Rồi. Nó để một bộ phận này, khoảng là gì là một trung đội ở cái mõm 1 để nó khống chế cả cái dãy 288, còn lại lực lượng thì nó giãn ra ở cái mõm 2 và mõm 3, chủ yếu là ở mõm 3 và khoảng hơn trung đội. Thế thì lệnh của tiểu đoàn là gì là lệnh cho đại đội là các cậu là tổ chức trinh sát nắm địch. Rồi là khi tiểu đoàn ra lệnh thì các đồng chí đại đội có thể nổ súng được. Thế bây giờ là đại đội lệnh cho các trung đội, ở trong nó có trung đội tôi. Thì là lúc bây giờ tôi vẫn ở cương vị là trung đội phó. Thế thì tôi cũng phụ trách một mõm đi trinh sát. Thế thì nói thực với các đồng chí là địa hình xung quanh cái dãy 288 này rất thuận lợi cho ta, là phía trên đỉnh là gì là đồi tranh. Còn xung quanh là gì là rừng cây là gì không cao lắm, chỉ độ khoảng lút đầu người. Và là xin kẻ tất cả các cái loại cây, kể cả chanh, kể cả sạt, kể cả rất thuận lợi cho ta là gì là che khuất được là gì là cái lực lượng giấu quân và cái lực lượng tiếp cận địch để trinh sát nắm địch. Thế thì tôi là trung đội phó thì được giao một cái mũi, và sau này chiến đấu là sẽ phụ trách một cái mũi đó. Thế thì là tôi được lệnh là gì là tiếp cận vào cái mũi ở phía là nam của là gì cái dãy 3 của cái cao điểm 288 đó. Thì có lúc là tôi lợi dụng địa hình địa vật, lợi dụng cây cối che khuất mà tôi vào là sát địch tới là gì là 30 mét tới 40 mét, gần nhất là 30 mét. Bởi vì nói thử các ông chí là trời về cái mùa này là rất là nóng, mà đặc điểm cái thằng Mỹ là nó không chịu nóng được, nó đổ quân xuống đâu thì là nó đi tìm những cái bóng cây, cái bóng mát để mục đích là tránh nắng. Thế thì là nó đến các cái bụi cây lùm, hình dung xung quanh cái cao điểm 288 này như trên tôi đang nói với các ông chí về địa hình đó. Thế là nó chặt cây, nó quay lại từng cái ô một để che nắng, và nó trú ở trong đó. Còn nó có đào hầm đào hố hay không thì tôi nói với các ông chí là lính Mỹ, là lính cậu hắn cũng không chịu đào hầm đào hố đâu, mà hắn chỉ chặt cây nó bao lại thành cái tốp như thế để che nắng. Và nói thực là lúc bây giờ mới có điều kiện để chúng tôi quan sát là thằng Mỹ là như thế nào, thằng Mỹ da trắng là sao, thằng Mỹ da đen là sao, thằng Mỹ da đỏ là sao. Thì cái đơn vị mà hắn nhảy đổ bộ xuống đây là đơn vị Mỹ đỏ, Mỹ da đỏ, nghĩa là nước da hắn đỏ như thế gà chọi. Thì có lúc tôi nói là tôi tiến gần hắn là chỉ là 30 mét là gần nhất, còn lúc bình thường là 40 mét để tôi quan sát xem coi là hắn bố trí như thế nào, có hỏa lực hay không, và có đảo công sự hay không. Thì thực tế tôi nói thằng Mỹ là thằng lính cậu, hắn cũng chả đảo công sự, hắn mệt. Hắn tránh nắng là chính, chứ còn hắn đảo công sự này còn sức đâu. Thế thì nếu như trinh sát của chúng tôi mà vô kỷ luật, mà ham đánh giặc dọc đường, thì tôi mà nổ súng thì có khi cũng chiến được khoảng 1-2 tên. Nhưng mà vì là không có lệnh triệt. Trinh sát là để nắm địch. Và báo cáo về trên về kế hoạch đánh địch là trận địa lớn hơn, chiến thắng lớn hơn, chứ không phải là 1-2 thằng là nhiệm vụ của chúng tôi. Cho nên chúng tôi không trinh sát là không được nhiệm vụ đánh địch dọc đường, không được ham mê đánh địch dọc đường. Thì cái này là
nhất là các đồng chí cựu chiến binh ở lính trinh sát thì các đồng chí càng rõ là gì, là ta với địch, trinh sát với địch như hình như bóng. Thì bản thân tôi là cũng không nói đến Mỹ thì tôi hoàn toàn không sợ Mỹ, mà có lúc tôi đến gần Mỹ 30 mét, xa là 40 mét, tôi quan sát rất kỹ về thái độ hành động của nó. Thế là trang bị, vũ khí trang bị của hắn thì là gì, chủ yếu là AR-15, tức là loại tiểu liên cực nhanh, bắn đạn ý cứ tốc từng loạt một đấy. Thế là cứ mỗi một tràng như thế hàng 5-7 viên, hàng chục viên đi một loạt như thế, nghĩa là rất là giòn giã. Và nếu ai mà tinh thần chiến đấu mà không tốt thì cũng sợ đấy. Nhưng mà bản thân chúng tôi thì là, tôi nói rồi, bản thân chúng tôi với địch thì với Mỹ thì như hình với bóng. Thế thì sau khi trinh sát xong thì hôm đó là gì, là vào khoảng là gì, 3 giờ chiều, về là gì, là báo cáo với trung đội báo cáo với đại đội báo cáo về tiểu đoàn. Thì tiểu đoàn lệnh là gì, các cậu tổ chức nổ súng đi xem kết quả ra sao. Thì báo cáo với công chí vận động và đánh giữa ban ngày ấy, thì nó cũng có cái thuận lợi mà nó cũng có cái khó khăn. Khó khăn ở chỗ là gì, là địch nó phát hiện ra ta nó dùng pháo binh, dùng không quân, nó oanh tạc có đội hình thì ta gặp khó khăn. Nhưng mà ngược lại thuận lợi ở chỗ là như trên tôi nói về địa hình ấy, là phía trên là bãi tranh, trên đỉnh là bãi tranh, bãi bằng bãi tranh. Còn xung quanh là gì, là toàn rừng cây lúp xúp, rất tiện cho ta giấu quân và ta tiến nhập đến gần là đội hình của địch. Thì báo cáo ông chí là vào khoảng 3 giờ chiều là tiểu đoàn lệnh cho đại đội là các cậu nổ súng thử xem kết quả ra sao. Thế thì vào cái lúc đó lệnh của tiểu đoàn xuống đại đội khoảng 3 giờ, thì khoảng hơn 3 giờ thì tất cả các mũi chúng tôi đã tiếp cận gần địch rồi. Bây giờ là gì, là chỉ cần yêu cầu có cái mũi chính diện là gì, nổ súng thì tất cả các mũi chúng tôi tiền nhập là sẽ nổ súng. Thế báo cáo với các ông chí là gì, tình huống xảy ra như thế nào. Thế thì vào khoảng hơn 3 giờ thì là tất cả các mũi là tiếp cận địch rồi, chờ có nổ súng thôi. Thì là chưa thấy cái mũi chủ yếu nổ súng, thì làm sao các mũi thứ yếu như chúng tôi nổ súng được. Thế là lúc bây giờ quan sát trên toàn bộ trận địa thì thấy rằng là gì, là mũi chủ yếu cũng đã tiếp cận đến gần địch rồi, các mũi thứ yếu cũng đã tiếp cận đến gần địch, chỉ cần chờ nổ súng. Thì địch chứ là gì, nó chủ động phát hiện trước ta. Nó thấy lực lượng ta là gì, là tiến vào giáp địch lớn quá, đông quá, nó cảm thấy không ăn được. Thế là cái lực lượng của cái cao điểm thứ ba này, tôi nói là cao điểm thứ ba của giải 28, nó bắt đầu rút chạy. Thì là gì, là lệnh của đại đội, lệnh cho trung đội tôi ấy, là từ cái mũi thứ yếu, và bây giờ là tự tìm đường đấy, tự vận động tìm đường, là chạy tắt rừng để làm thế nào là gì, là bọc phía sau, chặn phía sau, không cho địch rút về cao điểm số 1 của 288. Thì các đồng chí thấy là gì, là nó có khó khăn ở chỗ địa hình là địa hình của địch, còn ta là gì, là tiếp cận vào đấy đánh địch, cho thì địa hình là ta tự tìm, là địa hình là địa hình rừng núi khe suối, nghĩa là gây rất nhiều khó khăn cho ta. Địch thì đi đường thẳng mà ta lại chạy theo đường vòng. Thế trung đội tôi là gì, là tiếng là một trung đội đó, là gì, là hơn 20 chiến sĩ đấy. Nhưng quá trình vận động nó do khó khăn, cây cối rồi khe suối rồi pháo binh nó ngăn chặn, không quân nó ngăn chặn, thì cuối cùng là gì, là rớt hết. Chỉ còn có tôi là một đồng chí trung đội trưởng là 2, và một đồng chí trung liên là 3, với đâu 2 đồng chí bộ binh nữa. Nhưng mà đến khi mà địch bắt đầu phát hiện đội hình của tôi bị lộ, nó oanh tạc vào, thì không biết 2 chiến sĩ kia chạy đâu mất thì không biết. Chỉ còn có tôi với đồng chí trung đội trưởng và đồng chí trung liên, và còn một tổ 3 người, thì có 2 cán bộ trung đội và một xạ thủ trung liên. Thế thì báo cáo với các đồng chí là gì, là chúng tôi chạy tắt rừng rất là mệt, phải vượt qua mọi khó khăn cản trở tiếp cận được gần địch. Thì khi tiếp cận được đến gần địch rồi thì là tiếp cận vào cái đội hình phía sau, tức là đội hình cuối của địch, người ta gọi là cái đuôi đó. Còn đại bộ phận của chúng là nó đã tiến về cao điểm số 1 rồi. Thì nó phát hiện thấy chúng tôi, nó gọi điện đài về trong trung tâm. Thế nó dùng khoảng là gì, 10 trực thăng vũ trang. Thì có đầy đủ là gì, trên máy bay có đầy đủ là gì, là hỏa lực, như là tên lửa này, rồi là gì, là súng 20 ly này, rồi rocket này. Nghĩa là hắn phát hiện những cái đội hình của chúng tôi lộ rồi, thì hắn gọi điện vào, là 10 trực thăng chia làm 3 tốp, nó từ trong Nội Bài nó bay ra cái khu vực 288, nó quay chúng tôi. Thì như thế là nó bắn vào khoảng thời gian, nó nổ súng khoảng trên 1 tiếng đồng hồ. Nghĩa là cả cái
cái khu vực mà chúng tôi bị hắn bắn, bị hắn tập kích bằng không quân, hắn như thế là trời long đất lở, nghĩa là bom rồi đạn rồi tên lửa rồi rocket nổ, nghĩa là inh ỏi lên, khói bụi đá đất, nghĩa là bay mù mịt thì không còn biết được cái gì cả. Trong khi đó thì là cái đội hình của đồng chí trung đội trưởng, đồng chí Đồng Ngọc Miễn đó. Ở đây tôi xin nói dấu địa chỉ. Đồng chí Trung Đồng Ngọc Miễn là trung đội trưởng, tôi là trung đội phó và một chí xạ thủ nữa, thì nằm ở trên một cái phạm vi, nghĩa là không rộng lắm. Đồng chí trung đội trưởng này nằm ở cái cồn cao nhất của cái dãy này. Cái dãy mà nó bắn rocket, bắn tên lửa vào. Còn tôi thì nằm cách đồng chí trung đội trưởng khoảng cho là 3 mét thôi, bởi vì sau khi hắn không bắn nữa, hắn đi, hắn rút, thì tôi chỉ nhòi có một bước chân là tôi tới được chỗ đồng chí trung đội trưởng. Tôi ước lượng là chỗ tôi nằm với đồng chí trung đội trưởng cách nhau khoảng 3 mét, còn đồng chí xạ thủ Trung Liên thì nằm dưới tôi khoảng 2-3 mét nữa. Thế thì hắn bắn khoảng hơn một tiếng đồng hồ, hắn không bắn nữa, hắn rút. Đó là cái tốp cuối cùng của cái 10 trực thăng này rút khỏi. Thì là gì, tôi là cái người nhổm dậy đầu tiên trong cái đội hình của trung đội ấy. Thì tôi nhìn thấy đồng chí trung đội trưởng là nằm yên luôn. Thì sự việc như thế nào, thì với cái nhạy cảm của người lính thì tôi cũng suy đoán là khả năng đồng chí đã hy sinh. Thì tôi chỉ nhoài có một bước là tôi tới được chỗ đồng chí. Thì tôi phát hiện thấy là đồng chí, cái đầu của đồng chí từ ngang mồm nổ lên, là cái quả rocket nó nổ, nó hắt đi đầu mất, không tìm thấy cái nửa trên của cái đầu đồng chí trung đội trưởng. Thế còn cái tay trái của đồng chí là bị gãy, cái chân phải của đồng chí bị gãy, thì coi như là xin lỗi các đồng chí là một cái đống thịt nạp này để trông rất là thương tâm. Cái hy sinh của đồng chí là rất là đáng ghi nhớ. Trung đội trưởng, đồng chí trung đội, mà tôi là chảy nước mắt, rất là thương đồng chí, thương đồng đội của mình. Thì tôi nhảy đến đồng chí, là tôi thấy đồng chí bị như thế, tôi cởi liền cái tăng của tôi ra. Tôi sợ cái đồng chí Tọ là mất tinh thần chiến đấu, tôi không cho đồng chí Tọ biết là đồng chí trung trưởng hy sinh. Thì tôi chỉ nói là đồng chí Tọ cùng với tôi là lên giải quyết tử sĩ. Thế thì tôi chỉ nói chung thế thôi, nhưng thực tế ra là đồng chí Miện là đã chết rồi. Thì tôi gửi cái tăng của tôi ra, tôi chụp lấy cái đầu đồng chí Miện, thì tôi lấy cái dây tăng của tăng tôi thắt lên ngang cái cổ, và là tôi và đồng chí Tọ lên cùng tôi giải quyết tử sĩ. Đồng chí Tọ báo cáo trung đội trưởng, em bị thương. Đồng chí bị thương nặng hay nhẹ? Em bị thương nhẹ. Đồng chí tự bằng ấy, và là gì, là trên đường rút về đại đội. Chú ý là đến mang theo cả khẩu súng của tôi và khẩu súng của đồng chí trung đội trưởng. Tôi chỉ nói ngắn gọn như thế, đồng thời tôi sốc cái đồng chí đấy, trung đội trưởng lên vai tôi, nói thử với các đồng chí, lúc bây giờ tôi hiểu khoảng không biết có được 50 cân hay không, người thấp bé nhẹ cân, nhưng đồng chí biết là vào khoảng 60 cân, rất là nặng. Nhưng lúc bây giờ là nó hăng máu vịt ấy. Xin lỗi các ông chí, tôi dùng cái từ là hăng máu vịt, vừa căm thù địch vừa thương đồng đội, tôi hăng lắm. Thế là tôi ôm lấy đồng chí Miện, tôi xốc cả cái khối thịt lên vai tôi, như thế là gì, là tôi chạy trước đồng chí Tọ, là gì, là mang khẩu Trung Liên với hai khẩu AK của tôi, đồng chí Miện chạy sau. Rồi sau thì chạy không biết đến mức độ nào đó, thì đồng chí Tọ cũng đi đâu mất ấy, chỉ còn có tôi với đồng chí Miện. Thế thì nói thử với các ông chí, đường thì đường rừng, đường núi, mà lại gần tối rồi, mệt quá, sức tôi thì yếu, mà vác đồng chí đi vào khoảng 100 mét, mệt lắm, mà trời tối rồi, sắp tối rồi. Thế tôi đành phải quyết định là gì, bây giờ giấu đồng chí ở bìa rừng về báo cáo đại đội, xin lực lượng lên để đường chí Miện về. Thế thì tôi giấu đồng chí vào cái cạnh cái khe suối cạn ở cái dãy của cái cao điểm thứ hai của giải 288 này. Về xin báo cáo với đại trưởng, thì đại trưởng lệnh là gì, là tôi là người vác đồng chí Miễn đi cất giấu ấy. Thì bây giờ là lại chỉ huy trung đội trở lại vị trí để tìm đồng chí Miễn về. Thế nói thử với các đồng chí là tôi chỉ huy trung đội lên tìm cho tới 12 giờ đêm cái ngày hôm đó, tức là ngày 11 đó, nghĩa là tìm không thấy đâu, trời tối như mực không thấy đâu. Giả sử lúc này mà có một quê hương ở trong tay mà thắp lên cầu khấn theo cái quan điểm duy tâm đó, thì chắc rằng đồng chí Miện cũng sẽ xui là tôi giấu ở chỗ nào. Nhưng mà là gì, là không có hương án chiến trường, làm gì có cái chuyện đó.
Cho nên là tìm tới 12 giờ đêm mà anh em mệt lắm, trời trời tối, mà có tìm nữa cũng không thấy. Thế là tôi ra một quyết định, tức là thôi bây giờ là không tìm nữa, về báo cáo đại đội, sáng mai lên sớm tìm. Thì tôi về là gì, báo cáo với đồng chí là về nằm trong một cái hầm chữ A với đồng chí liên lạc, không làm sao ngủ được. Bởi vì một là tôi vác đồng chí Miễn đi chạy khoảng 100 mét như thế thì máu ở trên đầu đồng chí Miễn, máu ở cơ thể đồng chí Miễn nó cứ rõ vào người tôi. Nghĩa là cái áo tôi, trâu của tôi, quần của tôi, nghĩa là ướt đẫm cái máu của đồng chí. Cộng với mồ hôi, đánh nhau mồ hôi nhiều, nó ra nghĩa là nó hòa giữa cái máu của người ta nó tanh, cộng với mồ hôi của người nó hòa, hòa trộn với nhau, phát sinh ra một cái mùi không thể tưởng tượng được. Thế là đêm hôm đó cả tôi và đồng chí liên lạc không sao ngủ được, trông cho mau sáng để tiếp tục là gì, là đến cái chỗ giấu đồng chí Miễn đêm hôm qua để đưa đồng chí về phía sau. Thì báo cáo đồng chí trời vừa tảng sáng, nhìn chưa rõ mặt người, thì đại trưởng đã lệnh cho tôi là gì, là chỉ huy trung đội lên để tìm đồng chí Miễn về. Thế thì tôi lại chỉ huy trung đội tôi là lên tìm, tìm thì lên cái là phát hiện được ngay. Thì chắc có lẽ là lúc bây giờ là sáng là trông rõ mặt người đó, lên cái chỗ giấu hôm qua đó thì tìm thấy ngay, chắc là hương hồn đồng chí Miễn khôn thiêng thì mách bảo tôi và chỉ cho tôi lên cái là phát hiện thấy ngay. Thế là tôi chỉ huy trung đội là gì, là đưa đồng chí Miễn, khênh đồng chí Miễn về phía của đại đội. Thế thì anh em đưa đồng chí Miễn về, vừa về đến chỗ của đại đội để giao cho cái bộ phận chính sách của đại đội là nhiệm vụ mai táng đồng chí Miễn, thì phía trên của cái cao điểm 88 địch lại đổ bộ xuống, cũng vào khoảng là trên một đại đội đông lắm. Thế thì các đồng chí thấy tình hình toàn cục lúc này ở chiến trường, ở khu vực chúng tôi đánh nhau ra sao, thì báo cáo với đồng chí là ở Khe Xanh thì do cái thất thủ Khe Xanh cho nên là gì, là quân Mỹ rút toàn bộ Khe Xanh về cái khu vực đang tạm tác chiến của chúng đó, mà gọi là khu vực tác chiến của chúng tôi đó. Thì là trên tất cả các cái đồi tranh ấy, mà nhất là cái đường đi vào cái khu vực mà chúng tôi tác chiến kể lại từ đầu đến giờ ấy, thì địch chốt chặt đường này, bây giờ không ra được. Thì tiểu đoàn là lệnh cho đại đội là bây giờ tự tìm đường đấy mà ra theo đúng quy định của tiểu đoàn. Thế là tất cả đội hình của tiểu đoàn, trong có đội hình của đại đội tôi, là mạnh ai nấy được, hay là gì, chỉ đơn vị của mình đi theo góc phương vị tự tìm đường đấy mà thoát ra ngoài. Thì báo cáo với các đồng chí là tôi chỉ huy của trung đội lúc là trung đội phó, vì đồng chí Miễn hy sinh rồi thì là lệnh của đại đội là tôi là phụ trách trung đội trưởng. Tôi chỉ huy trung đội khoảng trên dưới 20 người, là đi góc phương vị ra đến cái bãi Ma Dê thì lại gặp một cái suối cạn. Thì tôi nói thêm là từ cái suối cạn này đến cái đội hình, đến cao điểm 99 là chỉ 800 mét thôi, cách một cái vạt tranh khoảng 800 mét, mà địch bố trí trên đó khoảng là gì, là một tiểu đoàn thiếu, nghĩa là nhà bạt thì tất cả nó căng rồi, cái trắng như cái cò này lều bạt đó, nó dựng lên cái dãy 99 toàn lính Mỹ không? Toàn lính Mỹ không đó. Thì tôi nói là tất cả các cái đồi mà nó khống chế đường ra vào của bộ đội là Mỹ, nó thất thủ Khe Xanh nó về là nó bố trí hết trên đó, cho nên tiểu đoàn nói là đường ra vào của các đồng chí là bị địch nó bịt hết rồi, bây giờ tự tìm đường mà đưa bộ đội về vị trí an toàn. Thế thì là tôi nói là gì, là chúng tôi bố trí một cái suối cạn cách có một cái vạt tranh khoảng 800 mét, cách ta với địch đó. Thì cái chỗ này nó có một cái thuận lợi theo nhận định của tôi đó, có cái thuận lợi đó là địch chủ quan đây là cái khe suối có nước, cho nên không cái anh Việt Cộng nào là chắc ở cái suối này, thì có thể là địch chút nhận định của tôi là có thể địch chủ quan chỗ đó. Nhưng đồng thời tôi cũng nhận định là nếu là địch khát nước, nó ở trên cái dãy 99 á, nó xuống khe suối nó đi lấy nước mà không may nó vào bất cứ một cái vị trí nào của bộ đội ta đang trú dưới khe này thì nguy là gì, là đội hình bị lộ. Thế trước cái đó thì chúng tôi quán triệt là ở đây rất gần địch rồi, cho nên các đồng chí phải giữ bí mật cho tốt, chứ nếu bị lộ ra thì chưa biết là gì, là giữa ta và địch đánh nhau như thế nào. Thế thì bây giờ có cái hợp đồng chung là như thế này, cái cao nhất là phải giữ bí mật, là không để lộ đội hình ở dưới bố trí dưới suối ra. Ngược trở lại, tình huống có thể dự kiến là nếu địch xuống lấy nước mà ít thì ta cố gắng là gì, bí mật để giấu kín, không để lộ tung tích. Nhưng ngược lại, nếu là địch phát hiện trước đội hình của ta thì
nó vào bộ phận nào thì bộ phận nó kiên quyết là nổ súng tiêu diệt. À, thế còn tình huống diễn ra như thế nào thì ta căn cứ vào tình thực tế để mà xử lý. Nhưng mà rồi báo cáo với các ông chí, nhận định của bản thân tôi để quán triệt cho anh em như thế, nhưng cuối cùng cả hai tình huống đều không xảy ra. Một là địch không xuống lấy nước, ta ở suối có nước, ta giữ được bí mật. Hai nữa là địch cũng không xuống lấy nước, cho nên đội hình ta không bị lộ. Và tình huống xảy ra ở trên khu vực mà chúng tôi giấu quân ở cách đội hình của địch khoảng 800 mét nữa cũng không xảy ra gì cả. Thì tôi bố trí giấu ở đó hết cái ngày 11 cho đến đêm ngày 11 sang ngày 12. Thì chúng tôi tiếp tục có lời chỉ huy anh em, tức là gì, theo cái đường góc phương vị, tức là ra cao điểm 150. Và chốc nữa tôi xin kể cái trận đánh 150 cho các đồng chí nghe. Ra cao điểm 150 và thoát ra vị trí an toàn theo quy định của tiểu đoàn. Thì đó báo cáo với các đồng chí là cái trận thứ nhất là đánh nhau ở 288. Thì trận này là gì, là nếu bố ta thắng thì cũng chưa hẳn là ta đã thắng, nhưng nếu bố ta thất bại thì cũng chưa hẳn là ta đã thất bại. Nhưng có cái chuyện nó xảy ra là trong trung đội tôi thì đồng chí trung đội trưởng là hy sinh, còn tôi là trung đội phó thì lên thay đồng chí trung đội trưởng. Thì báo cáo với các đồng chí là gì, cái này là cái không mong muốn, tình huống không mong muốn, nhưng vì đội hình ta bị lộ, quá trình truy kích địch ta bị lộ, thì địch sẽ dùng không quân mà cụ thể là 3 tốp trực thăng 10 chiếc nó đánh vào cái đội hình của tôi, thì không may cho đồng chí trung đội trưởng là hy sinh. Và bản thân tôi là gì, phải làm cái nhiệm vụ như kể trong cái câu chuyện với các đồng chí. Thì đó là tôi xin kể cái trận thứ hai, đánh 288 là như thế.